Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu vừa cho biết, Ban An toàn giao thông Tiền Giang và Bến Tre đã thống nhất phương án điều tiết giao thông qua cầu Rạch Miễu dịp Tết Nguyên Đán từ 20 tháng Chạp đến 10 tháng Giêng gửi Tổng cục Đường bộ. Ô tô tải từ 30 trở lên không được chạy trên cầu Rạch Miễu trong khung giờ từ 15 đến 19 giờ từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu, việc hạn chế ô tô tải nặng qua cầu theo khung giờ là cần thiết vì khi lên dốc xe chạy với tốc độ chậm khiến dòng xe phía sau bị ùn ứ theo. Cầu Rạch Miễu là cầu dây văng bắc qua sông Tiền, nối Bến Tre và Tiền Giang, hoàn thành năm 2009. Cầu Rạch Miễu được thiết kế cho 6.000 lượt ô tô qua lại mỗi ngày, nhưng hiện hàng ngày 18 đến 20.000 lượt ô tô qua lại do lượng xe vượt 3 lần thiết kế nên cầu thường ùn ứ. Việc đưa bến phà tạm hoạt động vào tháng 10 2020 chỉ giảm phần nào áp lực cho cầu. Chính vì thế, dự án cầu Rạch Miễu 2 cách cầu hiện hữu 4 km, kinh phí 5.200 tỷ đồng, dự kiến sẽ được khởi công sớm vào tháng 3 năm nay.